đang ở yên trong nhà trống dịch thì bị tử tù mắc Covid ghé chơi không hay không biết. Trưa 16 tháng 7, trao đổi với phóng viên, anh Tín, 38 tuổi, ngụ quận 10, đã kể về giây phút giáp mặt trò chuyện cùng tử tù vượt ngục mắc Covid-19 Nguyễn Kim An, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận. Anh Tín cho biết khoảng 22 giờ 20 ngày 13 tháng 7, anh này đang ở trong nhà thì nam thanh niên đi bộ mang theo một bọc đồ, áo quần, một cây dài như hung khí tới trước cửa nhà, đường Hòa Hưng, quận 10. Do cửa nhà anh không đóng nên Tín ngồi trước cửa nhà, cả hai trò chuyện một lúc rồi hỏi thăm qua lại. Nam thanh niên hỏi tôi đường đi chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nhưng sau đó người này không đi. Tiếp đó nam thanh niên hỏi nhà cửa ở đây như thế nào, tôi sống cùng ai. May mà khu vực xung quanh nhà tôi có nhiều người qua lại. Tôi dù sống một mình nhưng đã nói là ở cùng mấy người nên đối tượng không làm gì manh động. Do không biết là tử tù mắc Covid-19 vừa cục nên tôi đã trò chuyện một hồi lâu, còn mời nước. Sau khi An đi khỏi, anh có ra ngoài xem thì thấy tên này đi về phía đường Cách Mạng tháng 8. Anh Tín cũng chia sẻ sau khi báo chí đăng tải tối 15 tháng 7, anh mới biết người anh từng nói chuyện là tử tù. Anh hoang mang và hoảng sợ, ngay lập tức báo cho công an địa phương. Đồng thời, anh Tín cũng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại phường. Phường báo kết quả của anh là âm tính nhưng vẫn yêu cầu anh cách ly tại nhà. Quả thật, chạy trời không khỏi nắng. Bạn nghĩ sao về tình huống khá nguy hiểm khi chủ nhà đối mặt với tên tử tù này? Comment bên dưới nhé! Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức mới nhất.